Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, đại dịch coronavirus Vũ Hán đã làm điên đảo cả thế giới. Tính đến ngày 8 tháng 4, nước Mỹ có tổng số người nhiễm bệnh lên đến trên 400.000 người, tổng số người chết lên đến trên 14.000 người, tổng số người phục hồi lên đến trên 22.000 người. Rõ ràng, mỗi ngày con số người nhiễm bệnh và người chết đang tăng rất cao mỗi ngày. Nhưng trong cơn đại nạn này, chúng ta mới thấy được sự vĩ đại của nước Mỹ. Sự quan tâm của chính quyền và lòng nhân ái của người dân Mỹ đã tăng lên theo tỷ lệ thuận với bệnh dịch. Nhiều nhà máy và công ty của người Mỹ gốc Việt đã biến thành nơi sản xuất các vật dụng y tế. Nhà máy sản xuất cho ngành nail biến thành nơi sản xuất nước khử trùng. Tiệm nail trở thành nơi may vá và hỗ trợ khẩu trang. Thưa quý vị, rất nhiều nhóm thiện nguyện của người Việt xuất hiện khắp nước Mỹ, giúp may khẩu trang, giúp người già, giúp người vô gia cư, quyên góp thực phẩm, nấu ăn, phát thức ăn. Trong chương trình phóng sự hôm nay, Vũ Nhân kính mời quý khán giả chia sẻ tâm tình và hiệp tâm cầu nguyện cùng những vị lãnh đạo tinh thần tại miền Trung của tiểu bang California. Vũ Nhân kính mời quý vị chia sẻ tâm tình của Hòa Thượng Thích Nhất Lượng là Pháp Chủ của Giáo hội Tăng già Khắc sĩ Thế giới. Kính thưa quý vị, về dịch bệnh đó nó là phát xuất từ là Vũ Hán ở bên Trung Cộng mà nó đã lan tỏa ra khắp năm châu thế giới. Cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng có nhiều tổ chức, nhiều đoàn thể ở các thành phố, các tiểu bang cũng đã là đóng góp. Đó là cái điều mà cái tên người của người Việt Nam chúng ta rất là quan trọng. Do vậy mà để sớm trừ cái bệnh dịch này, chúng tôi nhân danh là đại diện cho Giáo hội Phật giáo Tăng già Khắc sĩ thành tâm cầu nguyện trên Tam Bảo gia hộ bờ trên, nghĩa là gia hộ cho nhân loại và cộng đồng Hoa Kỳ chúng ta mau thoát sớm thoát ách, nghĩa là bệnh dịch virus. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời quý vị chia sẻ tâm tình. Mục sư Nguyễn Nhật Tảo là mục sư quản nhiệm của Hội Thánh Tin Lành, trưởng nhiệm người Việt tại thành phố Fresno. Không có một vấn đề nào có thể xảy ra trên đất này mà không có ý của Thiên Chúa. Cho nên khi một cơn dịch xảy ra với một tính cách rất là lớn, rất là rộng lớn như thế này, làm cho cả thế giới, từ các bậc cầm quyền, các bậc lãnh đạo của các nước đều sợ hãi và cái chết mỗi ngày một tăng như vậy, thì đây là cái, theo tôi nghĩ đây là một cái cơ hội mà Thiên Chúa muốn mọi người chúng ta phải suy nghĩ về đời sống tin kính của mình nữa. Đây là cơ hội để mình rèn tập đức tin. Nhất là chúng ta phải có trách nhiệm làm cách nào mỗi ngày khi chúng ta bị lóc đau ở trong căn nhà của mình không phải là vô ích, nhưng mà Chúa muốn chúng ta gần gũi với Ngài nhiều hơn. Nhất là cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, cho các bậc lãnh đạo của đất nước mà chúng ta đang sống. Chúng ta cầu nguyện cho người anh em của mình và cầu nguyện trong đức tin, chứ không phải chỉ cầu nguyện bằng lời không. Nhân danh Ba Ngôi Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài ban ơn cho chính phủ Hoa Kỳ cũng như cộng đồng của chúng con đang sống ở tại nơi đây nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung. Trong danh của Ba Ngôi Đức Chúa Trời con này xin Jehovah là Jehovah Rapha, là đấng chữa lành. Xin Ngài cất đi tất cả bệnh virus này ra khỏi thế giới để cho loài người chúng con sống trong sự an lành, trong sự bình an từ nơi Chúa. Nhưng xin ý Chúa được nên, không phải ý con. Trong danh Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Amen. Chúng tôi là xin cảm ơn chánh trị sự của Hương Đạo Nashville ở tại Tennessee. Và kính thưa anh, chúng ta có thể cầu nguyện ở nhà và nên hết sức cầu nguyện và sám hối và cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho bản thân, cầu nguyện cho hoàn cầu, cầu nguyện cho tất cả các dân tộc và tất cả những sự việc. Chúng ta nên bình tâm, đừng quá lo lắng, sợ hãi, và chúng ta tự tin theo cái đức tin của mình và chân tình, chân thành cầu nguyện thì chắc chắn mọi việc cũng êm đẹp. Chúng ta cũng không nên tạo một cái sự tự mình suy diễn ra những cái điều mà nó bi quan. Không nên là như vậy. Chúng ta nên lạc quan, chúng ta nên bình tĩnh và lắng nghe tất cả những sự chỉ đạo của người lãnh đạo, đó là ông Donald Trump và những người chính phủ ở địa phương, liên bang, tiểu bang, và chúng ta tuân thủ như vậy thì chắc chắn mọi việc đều tốt đẹp. Kính mời quý vị chia sẻ tâm tình và lời cầu nguyện của Linh Mục Đinh Toàn Victor, là cha chánh xứ của giáo xứ Đức Mẹ La Vang và của nhà thờ Đức Mẹ La Vang, thành phố Fresno, miền trung của tiểu bang Cali.
Cảm ơn anh Vũ Nhân cũng như cảm ơn đài truyền hình đài SBTN đã cho chúng đây một cơ hội. Thì trước tiên chúng ta đây đang trong tuần thánh và cũng như chúng ta chuẩn bị đón mừng Chúa Phục Sinh, thì chúng ta hãy nhận ra rằng Thiên Chúa hiện diện qua những biến cố của vi trùng corona này. Chúng ta nhận thấy rằng sự yếu đuối, sự tội lỗi của con người, và hy vọng chúng ta biết nhận ra điều đó. Cũng nhân cơ hội này, chúng ta thêm lời cầu nguyện cho các người lãnh đạo tôn giáo cũng như quốc gia, đặc biệt là cho Tổng thống Trump, để ông được sáng suốt, ông được sức mạnh cũng như sự khôn ngoan để ông gìn giữ đất nước Mỹ cũng như giúp cho thế giới được an mạnh, hạnh phúc và được bình an. Xin Thiên Chúa toàn năng ban muôn ơn hạnh phúc mạnh cho tất cả quý vị trong mùa tuần thánh cũng như trong mùa phục sinh, được sức khỏe, được sự bình an, được sự khôn ngoan cũng như được hạnh phúc. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Chúng tôi là kêu gọi tất cả là quý vị lãnh đạo tôn giáo, các tôn giáo bạn khắp năm châu thế giới và trong đất nước Hoa Kỳ, các tôn giáo đều gọi là đồng lòng với nhau để cầu nguyện cho cái ách nạn virus này nó sẽ thoát khỏi. Chúng ta hãy hiệp tâm cầu nguyện trong lúc này, không những cho gia đình mình, cho người thân của mình, mà cho những người đang chiến đấu nơi tuyến đầu, đang đối phó với nghịch cảnh để đưa đất nước Hoa Kỳ vượt qua cơn đại dịch này. Thưa quý vị, đây là dịp mà cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ nên làm được việc gì đó để trả lại chút ơn nghĩa cho đất nước Mỹ đã cứu mang người Việt của chúng ta trong 45 năm qua. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN từ thành phố Fresno, miền trung của tiểu bang California.